Hi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm một cái video hướng dẫn tất cả các nút bấm ở trên chiếc Essentia 155 nha các bạn. Đầu tiên đây là mở máy nè, mở máy là phải ấn vô một cái này cho nó hiện cái đèn này báo mở khóa thì mới vặn mở được nhé. Bấm vô cái mời vặn sang bên đây đó, có chữ on là nó sẽ mở. Bên đây có chữ off là tắt máy, còn upper là mở cốp, còn đóng cốp á, là đẩy vô bên trong xong rồi vặn sang bên trái đó là khóa lại. Lúc mở cũng vậy, cũng phải ấn cái vô xong rồi ấn vặn qua mới được. Đấy, mở xe này, đây là nút đề. Nút đề là phải tắt cái động cơ tạm thời đây nè, rồi chuyển về số mo. Xe này về số mo nó mới nổ máy được nha. Đó, để cái nút cắt động cơ này cũng không đỡ đề được đâu nhé. Cắt cái nút động cơ đi, nút cắt tạm thời đó, bấm xuống đây là được. Đề này đó là nó nổ thôi. Đây là cắt động cơ này đó, không cần công tắc luôn. Còn đây là nút bật đèn này đó, thấy đèn sáng rồi. Đây là nút bắt sinh này, là cái đèn đèn bên đây nè, nhảy bên đây, cái đó là đèn pha, hai cái đèn ở dưới đó. Đây là bật đèn pha này, đây là đèn cốt này, đèn cốt ở đây, đây là bắt sinh cả hai đèn. Đây là xi nhan bên trái bên phải, nó chỉ kêu rất là nhỏ thôi, kêu cà cọt nhỏ nhỏ thôi chứ nó không kêu kít kít đâu. Đó, đây là còi, còi này bấm thì nó kêu thôi. Đây là nút điều chỉnh đồng hồ này, cái này là km một giờ trên trung bình nè, trung bình chạy bao nhiêu km một giờ á. Đây là odometer nè, là số km đã đi của xe nè, 3824 cây nè. Cái này là km mình đặt thôi, mình về số 0 xong mình đi, đi được bao nhiêu nó hiện. Cái này nó cũng giống vậy, về số 0 được, đi được bao nhiêu nó hiện. Đây là đồng hồ thôi. Đấy, còn có một cái km trên 1 lít nữa nè. Đây, 55 km trên 1 lít nè. Xe cũng khá là tiết kiệm xăng rồi đấy, chứ không có hao lắm đâu. Nhưng mà chạy bạo lực á, chạy mà vặn ga uyên uyên nhiều á, là có 30 mấy km trên 1 lít à. Đó, để mình giới thiệu thêm mấy thứ nữa nhé. Rồi, đây là cái giỏ mình lắp cho xe nhé. Cái giỏ này lắp khá là tiện luôn, để đồ được thoải mái. Đây cái là cái chỗ cổng sạc nè, lắp cái cậu sạc vào đây là sạc điện thoại được nhé. Còn dưới đây có cái chỉnh côn nè, vặn hai cái con ốc này nè, đó là nó sẽ chỉnh côn nặng hay nhẹ, lên côn xuống côn ở đây nè đó. Còn ở dưới đây, bên đây nè, bên đây nó có cái này là chỉnh chỉnh đèn sau nè, đèn sau đít đấy. Đó, cái cục này là cái cục bật tắt đèn đó, mình dặm mà cái bàn đạp này xuống nè thì cái này nó sẽ kéo xuống đó, là bật cái đèn phía sau. Cái này mình vặn cái ốc ở đây nè, đó vặn cái ốc đây nè là nó sẽ chỉnh được cái độ sáng của cái đèn phía đít sau nhé. Đó, rồi đây là nút mở cốp nè, vặn upper xong phải bấm bấm vào đây nữa mới mở cốp được. Cái này mình nói cho những bạn chuẩn bị mua xe thôi, còn những bạn mà có xe đi rồi thì cái này biết thừa rồi. Ok nhé, kết thúc video nha các bạn, nhanh chóng vậy thôi.